À, cũng xin chào khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thật sự Lê Thanh cũng rất là vui khi trở về điện chăm họ ở núi Cấm, thì tình cờ gặp lại anh Dẫn ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Lúc trước Lê Thanh cũng có gặp ở bên Đồng Tháp một lần, bên Chợ Mới một lần, và hôm nay gặp lại đây. Và sau đó là đặc biệt là cái pháp danh là chị Huệ Minh đến từ Hậu Giang, thì chị Huệ Minh có chia sẻ là cũng không có lên YouTube, thì Lê Thanh cũng có nói chị Huệ Minh tại lên YouTube cũng chia sẻ đến bà con để giúp ích cho bà con về con đường Phật pháp được phần nào, thì chị Huệ Minh cũng đồng ý. Thì có lẽ chúng ta cùng trò chuyện với chị Huệ Minh cũng như là anh mình đó. Và chị có những lời nào nhắc đến khán giả chị Huệ Minh? Thì trước tiên á, Huệ Minh cũng đôi lời với trong họ ha, của chúng ta trong hoàn cầu nhiệm vụ này. Cái cuộc sống bây giờ á, đời với người nó đến bất ngờ lắm, cho nên á, chúng ta muốn cho cái ngôi gia mình được bình an, cuộc sống mình được đầy an lạc, thì điều trước tiên Phật ở đâu, ai là Bồ Tát của mình, là cha mẹ mình, là hai vị Bồ Tát sống, là để sinh chúng ta ra trên đời này. Người đã nuôi chúng ta từ thở bé, từ trong bụng ra, cho nên chúng ta cần phải tạ ơn. Tạ ơn tổ tiên, tạ ơn ông bà đã sinh ra cha mẹ, tạ ơn cha mẹ người đã sinh ra ta. Đôi lúc nào phải sống trong những cái ơn đó, cuộc đời chúng ta mới an tâm bề an lạc. Muốn được an lạc thì chính bản thân mình phải tự sửa mình. Mình sai mình tự sửa. Chứ bây giờ nói cho quý vị nghe nè, bây giờ quý vị ngày hôm nay là sai với cha mẹ, sai với huynh đệ, mà quý vị đem tiền vô chùa nhờ các sư thầy tụng kinh cầu an, các sư thầy không biết mình nói lời gì, rồi làm sao mình được an lạc. Mình sai với cha mẹ ngày hôm nay lỡ lớn tiếng, chúng ta phải tự sám hối, tự xin lỗi cha mẹ, cha mẹ tha thứ mình thì mình mới được an lạc. Các vị sư đâu có phát trên người cái áo nhà sư mà lại nói nè, lão bà ơi cho tôi xin lỗi câu nói của con quý vị, lỡ lời với quý vị, không bao giờ có đâu quý vị. Mình sai mình tự sửa mình mới được an lạc. Và điều thứ hai, chúng ta nè là người dư phước. Dư phước là cuộc sống chúng ta không thiếu thốn, dư cái ăn cái mặc. Thì những người họ thiếu phước, họ đang thiếu đủ thứ, thì chúng ta hãy san sẻ cái phước đó, cuộc đời mình sẽ an lạc. Tại vì sống chúng ta là con chung cha chung mẹ, trong hoàn cầu vũ trụ chung một quả địa cầu là chung cha chung mẹ. Tại vì chia họ là chia để cái quản thôi. Tại vì nói quý vị nghe, người nào cũng đều một quả tim, tất cả đều một hết, là chúng ta là người chung một nhà. Chừng khi nào mà quý vị một quả tim, Huệ Minh hai quả tim, là Huệ Minh khác quý vị. Lớn thì chúng ta phải kính trọng, đi ra đường gặp người đối khổ phải san sẻ. Cuộc sống quý vị luôn nào cũng được bình an hết. Còn nếu mà chúng ta đã dư phước, không biết đồng tiền ta phải làm từ đâu, điều trước tiên phải cúng dường cho hai vị Bồ Tát sống của chúng ta đại diện. Tại vì hai vị Bồ Tát đó là người đã chăm sóc chúng ta từ thở mầm non, cho chúng ta cuộc sống bình an. Chúng ta ngày hôm nay được ngồi đây là cũng nhờ ơn sinh thành của cha mẹ, người đã tạo phước lành cho chúng ta ra đời không thiếu gì hết, đầy đủ tăng chân tay, đầy đủ trí huệ, không thiếu. Thực tế nhìn lên đối với những quý vị giàu thì mình rất là nghèo đó, nhưng mà nhìn những quý vị mà họ thiếu á, thiếu gì trong cơ thể đó là chúng ta già hơn họ nha. Cho nên Huệ Minh đã nguyện dốc hết sức mình, cái gì Huệ Minh làm được cho tất cả quý vị trên hoàn cầu vũ trụ này, Minh sẽ dốc hết sức mình, Minh làm để là cho mọi người có được một người đầy an lạc, cuộc sống đầy bình an. Cho nên khi mà ai cần gì là Minh làm được, là Minh dốc hết sức mình, Minh không là ngại đâu quý vị. Sẵn sàng cúng kiến hay là bất cứ mọi thứ, đau bệnh gì đó, nếu mình làm được mình sẽ làm bằng tất cả tâm mình. Yêu cầu mọi người được bình an, mình đây là mãn nguyện lắm. Còn cái vấn đề mà đừng nghĩ là Huệ Minh sẽ làm ngăn ngọc gì đó nha, không nha, mình không biết, không nhận nha.
Nếu có cúng dường là có thể là lương thực mình nhận đó. Chứ mình là xin hứa với cha mẹ mình không chạm vào tiền không quý vị. Tại vì mình nói tất cả trên cõi đời này đều là giả tạm, không có gì hết. Có thể mình được vui phước được quý vị cúng dường gạo thóc thì mình sẽ đem cái đó gạo đó cho những mẹ già neo đơn, những trẻ em mồ côi, mình san sẻ với họ. Mình sẽ tự làm được, tự sống được. Mình chỉ có đôi lời là khuyên quý vị, ai còi cha mẹ hãy quay trở về cúng dường cha mẹ mình. Ai làm sai gì thì xin hãy sửa và sám hối với người đã sinh ra mình, để cho họ sống ngày nào họ được niềm vui, có nụ cười an lạc. Mình chỉ có đôi lời thôi. Rồi mình xin hết nha. Và cũng anh Dẫn hôm nay cũng có duyên để gặp lại anh thì anh có những lời chia sẻ với khán giả về trên đường pháp hoặc là tu học, thế những gì anh biết anh có thể chia sẻ. Có ngày hôm nay về Thiên Cấm Sơn trong vùng bảy núi, mà trong buổi sơn kỳ hương đó, các vị tiền bối tung túc minh sư của mình đã có ấn định nghĩa là trong thất sơn mầu nhiệm, thì đây là Thiên Cấm Sơn. Mà về đây trong cái gặp gỡ ngày hôm nay, đây là không có hẹn trước, đây là theo tôi nghĩ rằng đây là một sự nhân duyên do cái thứ nhất là cao tầng cố tổ đây là trong cái chỗ này để mà suy diễn cái hội ngộ gặp gỡ rồi gặp gỡ là Ngoại Minh. Mình bước vô mình thấy rằng đêm mai về đây nghỉ thì sáng đã xuống rồi, nhưng mà cái nhiệm gì mình không lường trước được là có nghĩa là sẽ gặp gỡ người nào nào nó vậy đó. Thì sớm giờ có những chuyện thì mình cũng đã muốn nói, nhưng mà cái gì mà gửi gắm người khác thì hầu như là bên đây không có gửi gắm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hầu như tất cả mọi người dân dân giáo pháp kinh điển, nghĩa là tất cả sấm giảng thầy tổ giáo pháp của Phật rồi của tiên của thánh, hầu như học rất nhiều về mặt mặt hữu vô hình. Hiện tại thì nhiều người cũng đã biết rất nhiều, thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ có cái lại đây cũng như hai đệ này là trước đây Quỳnh đã gặp ở tại nghĩa là lần đầu tiên là chỗ sư sư ông Đạo Nằm, hôm nay mới gặp lại. Đó là cũng một cái nhân duyên, bởi vì gặp cũng bất chợt phải không? Dạ. Đây không hỏi thì cũng không biết được. Còn thì bước vô đây gặp mà Huệ Minh đây nè, thì Huynh lúc đó cũng đã nói rồi. Cái này là giao liên khắp bốn miền. Bốn miền, nhìn thấy là biết rồi. Nhưng mà công việc thì đầu tiên thì cũng như là chẳng lẽ nói gì phải không? Rồi cũng từng bước đi thôi. Nha. Rồi mình thấy đi sâu vào cái chỗ cái gì mà mình muốn nói, chân lý mình đã biết, mình chia sẻ nhau thôi, trao đổi với nhau thôi. Còn ngoài ra những cái gì nữa thì khi mà mình trao đổi với nhau thì tùy theo nhân duyên. Người ta cái cuộc này mình nói chuyện gặp gỡ nhân duyên đây, rồi mình cũng đem những lời là tốt đẹp, những cái gì mình đã hiểu được thì mình nói chung ở đây. Còn thí dụ như do mấy anh em quan hệ này nó có cái bổn phận, ví dụ như là bên gì đó ha, bên YouTube gì đó, thì đó là những chương trình muốn nghĩa là làm dịp cầu nói, nếu ai có nhân duyên ta nghe được như vậy đó, là để cho người ta tự phát tâm như mình nói này đó. Có khi đọc nhiều cuốn kinh pháp như vậy chưa hẳn là nó mở cái gì trong cái trong tư tưởng cũng như trong cái chân như cái bổn tánh, không thể nào mở ra ra nói được cái gì. Biết đâu chừng một lời nói nào đó ở trên YouTube này có người nghe và cảm nhận được, ôi trời, vậy là mấy nay mình đọc sách mà không có nói cái đoạn này, vậy người này nói đoạn này là trúng chủ của mình rồi đó. Rất là hân hoan mà mấy đệ này cũng nói vậy. Có nhiều khi mình lời nói nó qua lại chia sẻ được, phải không? Phải không? Ai có duyên vậy đó. Ví dụ như có nhân viên với hai em đó, bắt đoạn đó, tại vì hai em đem những chuyện nghĩa là hay trong cuộc sống này, cái đạo và cái đời hiện thực trong cuộc sống này tâm linh, rồi người ta xem được, người ta ôi vậy hả, có người nói của tôi làm những con người chịu dựa hay gì, tôi thấy cái kỳ gì, rồi không biết ai có giống như mình không,
cái chuyện ta đi vậy, ta nói ủa vậy là nhiều người giống như mình quá phải không? Người ta không giữ vững lòng tin, cái tâm linh không ai khác. Ví dụ như cái thứ nhất là gì, trong cửu quyền của mình đang nương tựa cái thân xác của mình để chỉ dạy cho mình tu hành thôi, phải không? Nhưng mà là tại vì mình không có chịu cho mình thấy trong giấc ngủ thì nói trời cái này chắc mơ quá. Rồi có người ta không biết rồi, chắc coi phim đồ nhiều có gì ảo tưởng nữa, thấy không? Cho nên gì đó người ta không đầy đủ lòng tin để tin tưởng cửu quyền của mình, không tin tưởng cửu quyền mình, mới bắt đầu đi lại ông thầy này ông thầy kia nói như vậy đó, cái nghe theo rồi những cái khi đó, cái cửu quyền đó là trong cánh họ của mình, cao tầng của tổ mình rất là buồn. Buồn cái là cái thân cái người đó nó sanh ra nhiều cái vấn đề khó xử nhất, phải không? Là bác sĩ khám họ không ra bệnh, mà biết đâu chừng có nhân viên gặp người đó nói chuyện sơ qua câu nói cái người kia hết bệnh liền, vi diệu. Mà người ta đi con đường này từ từ tạm thấm nhận, phải không? Nó vậy thì bây giờ chỉ có cái vấn đề mình cần thiết gì mình nói chuyện. Chứ bây giờ mình không có, bản thân bên đây thì không có gửi gắm ra nhiều, phải không? Tại vì mỗi lần nói chuyện ở trên YouTube này cũng là giúp ích cho bà con rất là nhiều. Tại khi mình nói mình giúp chứ mình không có hại ai. Nếu mà ai nói hại thì Lê Thanh cũng đâu có quay để làm cái gì. Đồng ý. Chứ biết là quay để giúp bà con thôi. Nhịp cầu nói như anh Vĩnh hồi nãy nói vậy đó. Thì thật sự là chị Huệ Minh, tỷ Huệ Minh là rất là ngại lên YouTube. Thì hôm nay nếu mà thật sự anh em ở đây cũng có duyên lắm, cũng mừng lắm khi những lời mà chị nói ra giống là tuy là cho tiền cho bạc thì xài cũng hết, nhưng cho là nói là còn hoài. Cái gì thì giống như chúng ta ông bà già xưa cũng nói xuân đức thắng tài, mà tài mà không đức thì tiền cũng hết, đúng không? Nhưng mà cái đức là chúng ta lưu truyền mãi mãi tới con cháu nhiều đời rồi, tại vì cái đức nó rất là lớn lắm nha. Giống như lời của thầy nói đó, không có cái gì muôn vàng vạn bạc không bằng cái tín hiệu của mình. Tín hiệu của mình là thắng tất cả. Dù cho ngày hôm nay chúng ta phải trả cái nghiệp rất là lớn, nhưng mà chúng ta cứ làm thiện đi, cứ gieo san sẻ cái phước báo mình rồi cho những người đứng trước, thì chúng ta cũng phải gặp cái nạn đó, nhưng mà bản thân mình sẽ không sao. Tại vì lúc đó mình đã đón một con đường mình đi trước, mình đã gieo, mình có thể nhịn đó, mình nhường lại những cái no của mình cho những người đói khổ, thì Đức Phật người sẽ quan hỷ cho mình cũng phải gặp nạn chứ không phải gặp, nhưng mà bản thân mình sẽ không sao hết, chứ không phải là không gặp. Mỗi chúng ta sống đều phải trả nghiệp lực, ai cũng đều phải trả nợ hết, nhưng mà nhẹ hay nặng là do chúng ta tạo. Tại ta biết gieo phước lành, biết tạo phước duyên thì nó sẽ là không gì hết, còn chúng ta không biết tạo thì chúng ta sẽ không vượt qua được cái khó. Xuân Minh trao lời đi Minh nghe cả đây. Bây giờ theo mà Quynh để mà chung hết để mình trao đổi nhau từng lời nói, lời hỏi là cũng là sự trao đổi, chứ ngoài ra cái người đạo là lời hỏi là để tìm hiểu chân lý, tìm hiểu mở mang trong cái trí tuệ của mỗi con người để mà gần gũi nhau hơn, hay hoặc là để nâng đỡ cùng nhau đồng tiến hóa. Theo ví dụ như vậy mình với Hà với mấy huynh đệ này nghe là mình thường nói cái đức với cái phước, nhưng mà mình có thể là cân độ lượng cái đức của mỗi vị, cái phước của mỗi vị nó được nhỏ rộng lớn tới đâu không vậy hả? Làm sao mà cân được chứ, đúng không? Tại vì mà chúng ta cứ thấy người đau khổ thì đây nè, đây nè cứ trời ơi nè, cái mâm chầu như nè vậy nè, tỉ được nè, có đây đâu không là đừng có ngồi bển ăn mình nha, phước thôi chứ làm sao mà căng được, đo lường được. Ăn bên đó coi chừng là cao tươi, trầu tươi, con đây là cao khô trầu héo nha. Trầu đẹp mà cao đẹp có nghĩa là mình cũng chia sẻ yeah. Tại vì hỏi cái phước cái ví dụ có căng được bao nhiêu, rộng lớn hẹp bao nhiêu không, thì hầu như là Huệ Minh nói như vậy. Mà Huệ Minh xét lại, có người nào cân được phước báo công đức của người không?
Rồi bây giờ theo ý của mình nha. Cái công đức này là cái nói về công đức với phước đức nó khác nhau, nó không giống nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Cái công đức như lấy cái hiện hữu mà nói, tại vì trong cái vô tướng á, công đức là vô tướng, không hình, không không tướng, không sắc, khó mà ai mà am tường được, cho nên quý mình mấy câu nói là không ai thân được. Nhưng lấy cái sự hiểu biết trí tuệ trong hiện hữu mà nói, cũng như tại sao người ta nói là Đức Phật, tại vì Đức Phật là toàn bộ, nghĩa là ba cõi mười phương thế giới này, ba ngàn thế giới này đều cung kính. Như vậy là công đức ngài khắp cả vũ trụ, phải không? Thí dụ cái hiện tại đất nước mình trên quả địa cầu này là 200+ nước, một vị nào mà có cái công đức đó ở trong thế giới này thôi là một vị, nghĩa là vua trong một đất nước đó, làm cho thế giới này đều kính phục hết, thì công đức vị này ở trong quả địa cầu này mà thôi, đúng không? Công đức là người ta tôn kính nha, chứ không phải nghe. Còn cái phước báo là nó sẽ khác. Phước báo điển hình như hôm nay lời nói của mình đó, lời nói của huynh đệ mình ở đây, rồi ở đây là một cái nhịp cầu để chuyển hóa. Lời nói mình tới đâu là phước báo mình tới đó, nếu người nào nghe được, nghe được cái ý gì đó. Vậy không? Cũng như ở đây mình nói chuyện ở đây, ở dưới Bến Tre, Hậu Giang, người ta nghe được cái này, cái câu nói này hữu lý, thì phước báo vừa chạy tới đó. Mà công việc chuyển tại của mấy đệ cũng vừa phước báo tới đó. Cái người nói, người chuyển tại cũng bằng phước báo nhau nha. Đồng ý không? Đồng ý không? Nói sao cho đồng ý được đó. Cho nên cái sự đồng ý này thì hồi sớm mới nói rằng với Quỷ Minh đó, Quỷ Minh hồi nãy hát cho mấy cô bên kia nghe, thì nói tới tôi đi, nói không hang, nói nghe à, chứ chưa hát ha, chưa tới tiết mục đó, từ từ rồi tới, không nói gì, đừng có khởi đạn hát được. Là có nghĩa là Quỷ Minh nói sớm, tại vì bên kia trao cho Quỷ Minh mới đổi lại. Dạ. Còn Quỳnh Hai chưa trao mà. Đúng không? Đồng ý hết không? Dạ. Cho Quỳnh Hai hát đi. Rồi phải không? Bắt đầu trao này nghe. Giao lưu. Giao lưu nhau nha. Bây giờ mình sẽ hát, mượn lời hát văn tự để nói lên những gì ở trong ý nghĩa của câu nói này. Thì ở đây chắc đây Quỳnh muốn nói, bên đây Huệ Minh tùy theo cái sự hiểu, hoặc người khác thì theo sự hiểu khác nhau, chứ không giống nhau được, phải không? Tâm mọi người khác nhau. Khác nhau, như mình muốn nói nè. Khéo khen hiền sĩ giai tuồng, lúc điên lúc tình để làm tuồng cho mình dương. Học theo hàng chính tính trương lương, tầm người hiền đức để khỏi lầm về sao. Ít ít thôi. Chưa. Chuyện xưa tiền tích bên tàu, ngày nay hiện có nước Nam hiện thành. Nơi kia có đức cố Trần Văn Thành, bao nhiêu nghĩa sĩ vì dân quên mình. Hôm nay gặp gỡ rất là mừng, rất là mừng, thành lành. Tôi đây thì cũng nghĩa là ít pháp để trao dài lời chú Huệ Minh. Một pháp nữa kia ha. Ừ vậy đó. Rồi để trao ít nữa, đổi lại ít thôi cũng được, phải không? Tùy theo, còn nếu cảm thấy nó có thế nào thì mình đổi vậy đây. Để mình để được nghe, phải không? Vậy được chưa? Không phải gì không? Hiểu được hay không?
Không nghe hả, tôi chưa hiểu. Vậy hả? Quýnh đừng có khởi đàn hội nữa. Khởi bài gì? Tha cho hội đi. Sao vậy? Sao vậy? Nếu tha lần này biết chừng nào mới gặp nữa. À, nó vậy. Cái câu này hữu lý hết sức luôn. Câu mình ăn thiệt chứ. Bởi vậy cái câu này đúng với cái câu là hữu duyên thiên lý nam tao tương ngộ, phải không? Có nhiều phước lành mới hội ngộ ngày hôm nay. Bởi vậy nếu mà không có ở nơi đây thờ tôn kính mà nơi nghĩa là ông lão bà lão trong bàn cổ sơn hai thì làm sao con cháu hậu lai mà gặp được ở gì vậy? Đây cũng số đi ông với bà Chiến đó. Phải không? Đó, đó, vậy đi. Dạ không muốn nữa đâu, muốn không có đâu. Mới mốt không có dịp gì đâu. Mốt một cái hàng một chớp rồi không gà nữa sao mà gặp. Nay hội ngộ tiền cắn gặp gỡ, chúc huynh hiền dài công. Huynh ơi trong hội ba đào, huynh đông được ổn những lòng lại vui. Nguyện trên con đường đại đạo, để làm cho thân tổ của quyền được an. Nay chí anh hùng nguyện gá công lập đất, để dồi công cho cuộc hội ngộ hôm nay. Nay muội xin chúng cho huynh hiền đường đi đại đạo con thuyền của huynh đây. Hiền rất to như người, tại sao không lai mà bơi chi con thuyền nhỏ huynh ơi. Ngày hôm nay là ngày trăng tròn, chung huynh để mình gặp nhau tại nơi đây. Duyên xưa duyên kiếp gặp chàng, chúng ta gặp lại chân thuyền mẹ cha. Xin chúng cho huynh hiền trở lại ngôi gia, được phụ quyền cha mẹ thầy tổ chân chi. Đường đại đạo của huynh đang đi, được chúng đệ chung cùng nhau tiến bước. Trở về cùng được Phật tổ thầy, được cha mẹ về chân chống công. Anh với Đạo Phật đừng khởi nó nghe. Đừng khởi nó nghe. À, giờ đây là mọi sinh câu này nó nhắc nha. Mọi sinh tặng tất cả quý vị bài này của mẹ. Là xin hát bài của mẹ dạy nha, chứ không phải là gì nha quý vị. Chúng thiên đình màu hoàng chứng chiếu, hồi tam kỳ tìm con tự hiểu. Bao la tình mẹ đại từ, đồ dân miền khắp cả bốn tình. Của mẹ cao thầm thương con cuộc thế gian, cuộc sống chẳng đi bao cánh dập dồn, nên mẹ gọi kêu đàn con hãy gắng lo tu lập đất chuyên cần, để chọn bằng chí nguyện tâm linh. Kỳ đại hội thi lòng hoàng, chỉ tâm linh các con dựng xây, dẹp tâm tu mới gặp được mẹ thầy. Chỉ những cho sống đạo đức gan dựng gậy, làm đức bội công dụng tình thương cho tròn đạo. Sớm tối cùng chiều và miệng điều tròn đức hân. Mơ chốt này đây mẹ chuyện xây, các con tâm lòng bổ ngọc yêu cung con gánh giật kỳ hồi.
chạy hỏi lòng quá lửa thuyền người đành lửa người hiền đủ phước lành trọn đời dân phật đức tin giảng sự quy mẹ độ sanh linh đứa con có máu quy hội tình mẹ đồ vô biên thương con hai dạy phước duyên gán đi con màng trọn đã hết rồi đâu biết trước đâu thành gia thành tâm thành lòng con đường đẹp mai sau con gặp mẫu hoàng nơi thiên đàng chứng độ tứ linh. Thôi thôi mình xin kéo đuôi về anh. Chứ mà hát là hát bài luôn đó. Hát bài sáng đáng hàng tiếng đó. Thôi giờ thôi trong ta. Giờ cái này gửi gắm nè, gửi gắm chung. Dạ. Ở đây thì nó nghe thì cũng đã biết hết rồi. Biết là biết cái nguồn cội trong giống rồng tiên. Dạ. Biết là biết là như vậy. Nhưng mà cái cuộc hội ngộ gặp gỡ gì thì mình cũng nói lên, phải không? Dạ. Cũng như hâm mau, hâm nóng lại vậy đó ha. Giờ tặng chung, tình dạ. Có duyên. Đây mình hâm nóng đây còn dạ, tất dạ. Cả anh em huynh đệ mọi nơi, tất cả mà người thân của tôi, dạ. Dù nghĩa là đã gặp, đang gặp hay hoặc chưa gặp, tôi cũng gọi là người thân của tôi nhiều đời hết, thấy không? Tại vì mình linh hồn trong thế gian này vô lượng vô biên kiếp mà là người thân đâu mà trong con cháu trong trăm họ nói chung không thì gửi gắm từ ở nơi đây thì nó phan gì đó nếu ai có nhân duyên, thấy không? Tới đâu được là tới. Vậy nhắc về dòng đóng cồng tiên cứu mang dòng giống là không là do huyết mạch từ đời sơ khai tâm từ là giống của Như Lai lòng bác ai quyết hồng âu cơ thương người tôi chỉ làm một bài thơ cố tình nhắc lại giống dòng rồng tiên. Nếu ai là người thuyền duyên hữu phước thì là có Phật thánh tiên dựa kề. Con hiền trời Phật rước về, có thần có thanh vào đền ô lòng. Con dòng cháu giống mới được gặp ông thánh thần tiếng Phật một lòng chẳng hay. Ai là người ngộ được chân thánh của Như Lai thiền từ bát nhà sẵn sàng rước đưa. Trong cuộc đời chỉ tạm múi dưa tiền trong chực thăng lòng qua là ngày về. Tiền gặp ở đây là cũng có sự đề quề, phải không? Anh em mà huynh đệ hội ngộ đây là một chợ cũng ai biết được. Hồi nãy tôi nói với mấy huynh đệ tôi đó, giờ cái này cũng hơi thành thành nó trời ơi nãy sắp cho cái áo khoác cho mà không chịu,
tại vì mình đâu biết ở lâu, phải không? Mà gặp lâu thì mình đâu biết đâu diện gì phía trước. Mình có sao mình nói vậy anh? Thì hôm nay gặp gỡ nhau thì nó giống như có cái gì, cái tình thân huynh đệ gặp gỡ rồi nó làm như là có cái gì đó mình muốn nói, cái trong cái lòng mình nó làm như muốn khởi khởi ra vậy đó, được vậy đó. Để mình chia sẻ anh em, cũng như hồi sớm mấy gặp mấy huynh đệ đó ở dưới chỗ Nam Mông đó cũng mến mến đúng không ạ? Hội ngồi gì ngày hôm nay thì rồi. Cha mẹ cao hòa cố tổ ở đây cũng đã vui rồi, rồi nha. Xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả trong hội dạng gia trong hoàn cầu vũ trụ, gửi lời chúc cho tất cả mọi người luôn lúc nào thân tâm đầy an lạc. Rồi, xin hết nha. Rồi, xin còn bản thân tôi thì cái cuộc gặp gỡ này là bởi nhân viên hội ngộ. Thì tôi cũng hiện tại chúc tất cả anh em huynh đệ mà được cao tầng cố tổ chuyển về đây hội ngộ, và tất cả những người thân thương dù đang gặp, đã gặp và chưa gặp cũng luôn luôn được, nghĩa là sống an lạc và hạnh phúc trong hiện tại, luôn luôn được bình yên trong hạnh phúc. A Di Đà Phật. Dạ, Lê Thanh cũng trước nhất là cảm ơn anh Dũng đến từ quê hương Đồng Tháp, cũng như là chị Huệ Minh đến từ tỉnh Hậu Giang đã lên YouTube để có những lời hay ý đẹp đến khán giả gần xa trên mọi miền đất nước. Thì trước khi khép lại video thì cũng chúc cho anh Dũng cũng như là chị Huệ Minh được may mắn, đặc biệt là sẽ hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc ấm áp bên gia đình. Lê Thanh xin chào khán giả và hẹn tất cả khán giả những video tiếp theo ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.